Lời
dạy của cha là bài học tuyệt vời, là chân lý sáng ngời, thiên trọn cuộc đời cho nước cho dân. Nén đau con giá biệt phụ thân, lại cha già con trở lại quê nhà, cùng đồng bào đăng cai chia sẻ, đáp lời sông núi, đoàn kết một lòng quét sạch quân thù.